Vâng, luôn xin kính chào khách. Hiện tại bây giờ đang là buổi chiều ngày 9 tháng 4 năm 2022. Thầy luôn xin giới thiệu với toàn thể quý khách hàng một chiếc tủ phấn mẫu hiện đại mà đã được đầu gối luôn hoàn thiện xong phần PU bóng mờ để chuẩn bị bàn giao cho khách tại phòng. Đây là một trong những mẫu tủ phấn hàng hiện đại, mẫu zig zag gồm có 4 chiếc ngăn kéo và cái gương rất là to, gương này gương vuông to rất là đẹp. Sản phẩm này đã được Thành Luân hoàn thiện xong phần PU bóng mờ để chuẩn bị bàn giao cho khách tại Hải Phòng. Toàn bộ các cái chất liệu gỗ là được làm bằng chất liệu gỗ gỗ đỏ của Nam Phi và được đầu gỗ Thành Luân hoàn thiện rất là kỹ. Đây là phần ngăn kéo này. Đấy, kỹ trong ngoài nhẵn như nhau. Mẫu này mẫu hiện đại rất là đẹp. Mẫu mới nhất từ trước giờ mà Thành Luân cho ra mắt. Đây là một trong những mẫu mà khách hàng lựa chọn và chọn cái mẫu này và đặt cho Thành Luân. Từ mẫu hiện đại chúng tôi chế tác ra thành cái mẫu này. Trông rất là hoành tráng và rất là đẹp. Kích thước nọt lòng của chiếc bản phấn này là chiều ngang to nhất là 1m07 và chiều cao từ mặt đất lên gương là, từ mặt đất lên cái bản phấn này là khoảng 75 phân và cái phần trên này nó khoảng 1m. Đấy, gương này rất là to. Toàn bộ đã được Thành Luân là cắt là gương Hồng Kông rất là đẹp. Trông rất là tây và rất là hiện đại. Đây là một trong những mẫu tủ phấn hiện đại mà Thành Luân sản xuất mẫu đầu tiên. Quý khách hàng nào có nhu cầu muốn sở hữu mẫu tủ phấn đẹp như thế này thì liên hệ ngay với Thành Luân để được sở hữu luôn cái sản phẩm đẹp và đỉnh cao như này. Mẫu tủ phấn hiện đại rất là đẹp. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Mẫu tủ phấn hiện đại bằng gỗ gỗ đỏ Nam Phi. Gương rất là to. Mọi thông tin chi tiết quý khách có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ ngay với Thành Luân theo hai số máy 0972 770888 và 0967 110389. Đồ gỗ Thành Luân tại cơ sở 1 ở Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Xin kết thúc video clip tại đây. Các bác có thể truy cập trực tiếp vào kênh fanpage Facebook Đồ gỗ Thành Luân hoặc là truy cập vào kênh YouTube Đồ gỗ Thành Luân để xem và cập nhật những hình ảnh mới nhất mà Thành Luân up lên hàng ngày.